Rồi bây giờ thì chúng ta lại có cái preposition for với nhiều ý nghĩa, cách dùng khác nhau. Indique le destinataire, để chỉ cái người nhận. Ví dụ il ferait tout pour elle, anh ta làm tất cả cho cô ấy. Ce cadeau est pour lui, món quà này là của anh ấy. Ce n'est pas un film pour les enfants, đó không phải là một cuốn phim dành cho trẻ con. Rồi một ý nghĩa khác, indique la destination, cái điểm đến. Il part pour l'étranger le mois prochain, cái động từ partir thì nó có cái giới từ cuộc đi theo sau chứ không phải là giới từ chỉ khác để chỉ nơi chốn. Tại vì cái chữ partir là khởi hành, ông ấy khởi hành để đi sang nước ngoài. Đó, thành ra tiếng Việt mình thì để nước, mình nói là mình phải thêm tiếng Việt mới được, để đi ra nước ngoài. Còn tiếng Pháp chỉ có là để nước ngoài thôi, tiếng Việt mình thêm tí xíu nghĩa vào mới được. Je voudrais un billet pour Nantes, tôi muốn một cái vé đi Nantes. Rồi còn chữ pour mà nó đi, nó có một cái động từ nguyên mẫu đi theo sau nó để mà diễn đạt mục đích. Je suis venu pour vous voir, tôi đến để mà gặp ông. J'ai fait ça pour ne pas les déranger, tôi đã làm điều đó để không quấy rầy mấy người ấy. Bây giờ mình nói là sau chữ cuộc mà để một động từ nguyên, mình không có chia. Và nếu mình muốn phủ định thì mình để chữ ne pas ở phía trước. Còn đây mình có một COD thì luôn luôn nằm trước động từ. Rồi chữ cuộc donner son point de vue, để mà cho người ta biết cái quan điểm của mình. Pour moi la situation est pire qu'il y a deux ans, đối với tôi thì, hoặc là theo tôi thì cái tình hình đó, nó còn tệ hại hơn cách đây 2 năm. Cái chữ pire tức là cái chữ plus mauvais đó, nó còn tệ hại hơn, mà người ta sẽ không viết là plus mauvais. Đó, ta viết là pire. Còn thêm một tí xíu nữa, chú ý nữa là nếu mà pour moi sau này một cái suy rê gì đều được hết, trừ cái chữ rơ. Muốn viết rơ thì đây có mỗi một chữ moi mà thôi đó. Một cái điều mà rất nhiều em cái bị nhầm vì ảnh hưởng của tiếng Việt sang đó. Tôi thì tôi làm sao đó thì được. Còn đối với tôi thì sự việc nó thế này, đối với tôi ông kia nó thế nọ, chứ không bao giờ có mà đối với tôi mà lại còn thêm chữ tôi. Rồi indique la cause, để chỉ một cái nguyên nhân. Roland a été puni pour avoir triché, anh Roland đã bị trừng phạt vì đã ăn gian. Hoặc là il est connu pour sa gentillesse, ông ấy được người ta biết đến vì cái là cái tử tế, cái lòng tử tế, cái lòng tốt của ông ta.